Dạ, xin chào quý vị các bạn. Hôm nay là chiều tối ngày 20 tháng 4 năm 2017. Thì Sim đang có mặt ở thành phố biển Vũng Tàu. Dạ, đang ngồi cạnh bãi biển quý vị. Bãi biển Vũng Tàu, khu vực ở này là gần bến tàu Cánh Ngầm quý vị. Bến Mũi Đá. Ở đây ta nhìn thấy cảnh hoàng hôn rất là đẹp. Và ven biển Vũng Tàu thì có những cái quán sinh tố gần khu vực Mũi Đá, vì chúng ta có thể ngồi nghỉ ngơi ngắm tàu thuyền qua lại, ngắm cảnh hoàng hôn rất là đẹp. Bóng đèn vừa lên kìa, đèn luôn rồi. Dạ, ở đây vị nào mà ta thích uống sinh tố ngắm biển thì chúng ta có thể chọn khu vực này quý vị. Đây, ly này là sinh tố gì ta, tố mãng cầu. Dạ, buổi chiều thì chiều tối hóng gió biển Vũng Tàu rất là đẹp, rất là mát, gió mát lắm vậy. Đây, ngồi chỗ vực khu vực này thì ngắm cảnh rất là đẹp, nhìn tàu thuyền qua lại rồi hoàng hôn xuống, gió biển hiu hiu, người ta đi dạo rất là nhiều vậy. Buổi chiều thì đi dạo cư dân và du khách họ đi dạo. Để tận hưởng không khí thiên nhiên là tuyệt vời. À, có mấy anh bạn này đi bán kẹo quý vị, có thể là Pikachu hay là con thỏ hay gì đó, hóa trang đi bán kẹo. Dạ, đường ven biển Vũng Tàu thì rất nhiều du khách chọn để hóng gió. Ở đây cảnh bên ngoài thì đẹp hơn nhiều so trong với lại video clip quý vị. Video clip thì cái máy riêng nó chỉ ghi được có độ nét nó không cao lắm. Nhưng mà ngồi ngắm biển Vũng Tàu thì đúng là rất là tuyệt vời. Đây cái dọc cái khu đi bộ nè, chúng ta có thể uống sinh tố khu vực này. Đây, rất là nhiều những cái ghế nha. Dạ, khu vực này thì ngồi ngắm gió biển là tuyệt vời luôn. Dạ, bây giờ gió hiu hiu, có những cái xe du lịch chở du khách cũng đi dạo thành phố biển Vũng Tàu. Dạ, cái ánh vàng đỏ rực này thì xem thấy rất là đẹp quý vị. Thì có cái bóng đèn này. Cái này mà có tình nhân hay gì là rất là lãng mạn quý vị.
rất là đẹp. Đây có cái bóng đèn, rồi có mây, có trời, có nước. Dạ cảm ơn quý vị rất là nhiều. Hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo về cảnh đẹp cũng như là du lịch tại Việt Nam, Bà Rịa Vũng Tàu. Bà Rịa Vũng Tàu xinh đẹp. Hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo quý vị.